Sáng ngày 7 tháng 12, lãnh đạo hãng taxi Mai Linh tại thành phố Hồ Chí Minh đã khen thưởng tài xế vì đã trả lại 99 triệu đồng mà hành khách đã bỏ quên trên xe. Cụ thể ngày 7 tháng 12, chủ tịch tập đoàn Mai Linh Hồ Huy đã trực tiếp trao tặng giấy khen gương người tốt việc tốt cho lái xe Trần Văn Khanh. Trước đó vào ngày 5 tháng 12, lái xe Trần Văn Khanh, đội xe Lê Văn Sĩ thành phố Hồ Chí Minh của hãng taxi Mai Linh đón khách từ quốc lộ 1, khu vực gần cầu vượt An Sương trở đến bến xe miền Tây khi khách kết thúc chuyến, lái xe khanh tiếp tục đón chờ một quốc khách khác tại đường An Dương Vương thuộc quận 5, đưa bốn vị khách trở về bến xe chợ lớn quận 6. Sau đó anh Trần Văn Khanh về bệnh viện Nhi đồng 1 chở chuyến khác. Và khi kiểm tra xe anh Khanh phát hiện một túi màu đen cũ ở trong góc khuất phía xe nên mang chiếc túi về về công ty. Đến 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, bộ phận chăm sóc khách hàng đã bàn giao tài sản với đầy đủ số tiền gồm 99 triệu đồng mà hành khách Trần Quốc Thành để quên. Hành khách Trần Quốc Thành cho biết số tiền này là tài sản lớn của gia đình để đi mua dầu, đi biển. Nếu không nhờ hành động trung thực của lái xe Khanh thì anh không biết phải xoay sở như thế nào cho chuyến ra khơi sắp tới. Trong năm 2020, những anh hùng bình dị sau tay lái của hãng taxi Mai Linh đã trả lại số tiền trị giá hàng tỷ đồng. Và đặc biệt có những trường hợp trả lại tài sản là cả vali tiền, quà mừng cưới hay số tiền gần 600 triệu đồng mà hành khách đã bỏ quên.